À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Một bộ phim báo thù ma mị đến từ đạo diễn Victor Vũ, sử dụng yếu tố tâm linh rùng rợn đến từ Thái Lan, gắn liền với tên tuổi của một KOL đến từ nền tảng YouTube Thơ Nguyễn, búp bê Cung Ma Thò, cùng với dàn diễn viên có tên tuổi ở các lĩnh vực không phải diễn xuất như Amy, Salim bạn thân Chipu và Samuel An. Bộ phim hứa hẹn làm khuynh đảo phòng vé Việt Nam nếu lần đầu ra mắt không dính dịch Covid và lần hai không trùng với thời điểm của siêu phẩm 2021 Trạng Tý. Thiên thần hộ mệnh giới thiệu nhân vật Trúc Anh từ vai cô gái Hà Lan đi từ vùng quê đến thành phố và đam mê sự hào nhoáng trong mắt biếc, nay trở thành Miley, một cô gái đi từ vùng quê đến thành phố và đam mê sự hào nhoáng của showbiz. Miley thì đi hát bè cho Lam Phương, ca sĩ trẻ đứng đầu showbiz, có tất cả trừ thời lượng lên sóng trong phim dưới dạng người sống. Huyền, bạn thân của Miley, có vai trò đưa ra những lời khuyên bổ ích mà Miley không nghe và chỉ ra cho người xem đâu là thứ không nên bằng cách nhăn mặt vào nó. Khánh, chồng chưa cưới của Lam Phương, bạn trai của Miley nhưng mà không phải như bạn nghĩ, cùng với nhiều diễn viên phụ rất liên quan mà sẽ được giới thiệu sau. Bộ phim bắt đầu với một con búp bê trong một căn phòng sang trọng nhưng u tối. Ngoài trời đổ mưa tầm tã, trong tiếng nhạc ma mị, Lam Phương thức dậy, trang điểm rồi khoác lên chiếc váy đen gợi cảm, tưởng chừng như chuẩn bị cho một buổi tiệc xa hoa. Nhưng không, cô bước vào bồn tắm và dưới sự chứng kiến của con búp bê, Phương kẻ một đường quốc lộ vắt ngang cổ tay rồi ôm lấy con búp bê giống như ôm chiếc cúp bát hương vàng hạng mục tốc độ. Trái ngược với khung cảnh u ám đó, Miley đang bận rộn livestream hát hò phục vụ fan sau thời gian vắng bóng không lý do. Mặc dù dấn thân vào vua của mọi nghề, nhưng bản tính ham chơi phung phí cộng với nghèo khiến cho khao khát nổi tiếng giàu có ăn vào tâm trí của cô sinh viên. Ngay trong buổi sáng hôm đó, khi đang ngồi trên giảng đường, Miley nhận được tin dữ. Thời sự đã đưa tin về sự ra đi của ca sĩ Lam Phương sau khi bị lộ clip nhạy cảm với ba người đàn ông giấu mặt, cùng với phản ứng tìm linh dữ dội của cộng đồng mạng. Ơ kìa, sao cái bạn Long này lại comment vô duyên thế này? Vụ án này còn gây sự chú ý bởi hiện trường có con búp bê Cung Ma Thò. Miley sau khi biết thì hoang mang một cách kỳ lạ, lựa chọn đi về quê, tìm lại mái nhà sập sệ và người ba khắc khổ để tâm sự. Nhưng Ly không hợp với ba vì ông không ủng hộ ước mơ làm ca sĩ của cô. Đang dở bữa cơm gia đình thì xe cảnh sát đến, dẫn Miley đi điều tra về vụ án của Lam Phương. Trong phòng phỏng vấn, cảnh sát liên tục hỏi dồn về mối quan hệ của cô với vụ án, từ mối quan hệ thân thiết với cô ca sĩ cho đến việc Miley cùng đi với Lam Phương đến bữa tiệc trong clip bị lộ. Nhưng mà Miley khẳng định là phận nhà bè ba chìm bảy nổi, không hề biết chuyện gì cả. Cảnh sát quay ra hỏi về dòng chữ tuyệt mệnh trông không hề giả chân trên tường nhà tắm, nhưng Ly vẫn từ chối trả lời. Cô chỉ đáp lại câu hỏi về búp bê Cung Ma Thò tên là Yuki Rumina, được Phương coi là thiên thần hộ mệnh. Điều cảnh sát nghi ngờ ở đây là Ly cũng có một con như vậy, cơ mà cô nhất quyết phủ nhận mọi liên quan. Tất nhiên cái thái độ kỳ lạ ấy thì Đường Tăng cũng biết là có vấn đề, và sự thật chính Phương đã tặng nó cho Ly như một món quà sinh nhật với hy vọng sẽ đem lại may mắn cho cô. Thế là đủ biết mối quan hệ của cả hai là không bình thường. Tối hôm đó, Miley bần thần xem lại kỷ niệm với Phương rồi buồn bã vuốt tóc con búp bê, dù là nửa đêm nhìn chằm chằm con Cung Ma Thò đang mỉm cười không vui. Đúng lúc đó từ nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy nên Ly bước vào kiểm tra, vặn lại van vòi nước, mở nắp cống để xả nước nhanh hơn. Nhưng Ly mỏ mẫm thấy một búi tóc kẹt ở đó, dần dần kéo lên trong sự nghi hoặc. Lông đứa nào mà dài thế này? Một tiếng động lớn chợt bùng lên, máu bắn trào ngược từ dưới cống lên, lênh láng đỏ lòm cả nhà vệ sinh, khiến cho Miley chạy vội vào phòng, đâm sầm vào Huyền. Huyền sau khi nghe câu chuyện liền tới kiểm tra, nhưng mà phòng vệ sinh hoàn toàn sạch sẽ, skip qua một đêm có tình tiết kinh dị đầu tiên của phim. Sang ngày hôm sau, Miley đi đám viếng của Lam Phương, tay cầm ba nén nhang khóc lóc các thứ. Bố của Lam Phương thấy thế liền ra hỏi thăm, thuyết phục Miley kể ra những gì đang giấu. Nhưng mà cô quyết tâm lờ đi, mặc kệ sự tức giận hay nài nỉ của ông bố. Bước ra khỏi đám viếng, một kẻ lạ mặt gọi cho Miley, uy hiếp cô biết giữ lấy mồm, đừng để nó đi chơi xa. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng yên ổn sau 6 tháng, cuộc sống của Miley đã trở lại bình thường. Cô còn tham gia một cuộc thi âm nhạc nhỏ cùng với sự cổ vũ của bạn bè và con búp bê Lam Phương tặng. Nhưng chính con búp bê này bắt đầu một câu chuyện, số là bà giám khảo chính cũng bế theo một con, rồi lại còn chủ động ra bắt chuyện mời ăn các thứ. Trong lúc đó bà ta hỏi Miley về con Cung Ma Thò như một đồng đạo, thỉnh thầy nào làm phép chưa. Thấy Miley không hề biết gì, bà liền nhiệt tình giải thích về cách chơi búp bê như sát tanh. Đã thế còn lấy Lam Phương làm ví dụ, lý do trở thành ca sĩ số 1 là do Cung Ma Thò bằng phước, miễn là người chủ phải đối xử tốt với con búp bê. Bà này còn giới thiệu một ông thầy cúng thái dúi, khiến cho Ly cùng Huyền theo danh mà tìm đến. Căn phòng âm u xếp đầy búp bê, thầy cúng thì rầm rì niệm chú, vẽ lên nét bùa loằng ngoằng kỳ quặc, trao cho những kẻ thành tâm thứ họ cần. Đến lượt Miley, quy trình vẫn y hệt như vậy, chỉ có điều con búp bê này giống với con của Lam Phương,
Dù thế nhưng Miley cũng hết sức yêu thương nó, đặt tên là bé Anna. Và ngay lập tức thần tài tìm đến cửa. Cô tình cờ gặp Khánh, quản lý cũ của Lam Phương, cũng là người mà cô thầm thích. Đã thế còn có công ty giải trí riêng, lại còn mời Miley về để thử giọng. Thế là con đường trở thành ca sĩ của cô bắt đầu. May mắn dồn đến khiến cho Miley bắt đầu tin vào sức mạnh của Kumathong, khiến người ta phất lên như hình xăm của Khá Bảnh. Miley bắt đầu đổi nhà mới, có người giúp việc, bé Na cũng có chỗ thờ riêng và cũng đã chiếm trọn niềm tin của Miley. Cô tham gia hội kín của bà giám khảo, bao gồm những người chơi búp bê, coi chúng như người thật và chăm sóc. Tất cả sự kỳ dị của cái hội này thể hiện qua diễn xuất nhăn mặt hoàn hảo của Amy. Đến cuối buổi tiệc, Miley kéo bà giám khảo ra hỏi Kumathong có xin được tình duyên hay không. Tất nhiên đối tượng ở đây là Khánh, và có vẻ Kumathong có tác dụng vì cả hai cũng đã cùng ăn tối. Chỉ là Khánh cứ nhắc về Phương với thần chú ngày xưa. Ngày xưa làm cho Miley bị ảnh hưởng, chợt nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt của Lam Phương, khiến cho cô vô cùng hoảng loạn, trôi tuột đi hết cảm xúc bữa tối với Khánh. Và kéo lại cảm xúc của khán giả khi đến phút thứ 40 cũng đã có một tình tiết hù dọa thứ hai. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sáng ngày hôm sau, Miley bắt đầu công việc thu âm. Nhưng mà nhân viên ở đó lại không thích cô, bởi vì cái phòng thu này được thiết kế riêng cho Lam Phương. Mà ai cũng nhận ra Miley mong muốn lấy hết tất cả những gì nữ ca sĩ từng có. Đi khi nhân viên đi ra, cánh cửa studio không ai chạm vào mà tự mở ra. Rồi đến lượt cánh cửa phòng thu, giống cánh cửa dùng công nghệ tự động Aladdin. Chỉ có điều kẻ đọc thần chú thì không còn sống. Đúng lúc đó Khánh vào, bóng ma của Lam Phương cũng biến mất. Cái khó thì ló cái quen. Miley liền về cầu bé Na bảo vệ mình khỏi những điều kỳ lạ. Hôm sau, cô tiếp tục luyện tập với Khánh, nhưng anh liên tục nhắc lại về Phương, khiến cho ký ức của Miley lại ùa về. Trong một lần đi bar, Miley đã gặp đại gia Cường và anh thiện âm nhạc. Cái gì? Space Speaker. Anh thiện âm nhạc thì muốn ly hát sáng tác của mình, nhưng mà phải đến bữa tiệc của Cường cùng với Lam Phương. Đối diện với một cơ hội đổi đời, Miley chấp nhận hoàn toàn điều kiện đó và thuyết phục được Lam Phương đồng ý đến buổi tiệc. Hóa ra đấy là lý do khiến cho hồn Phương vẫn còn ám lấy cô. Miley quyết định mạnh tay đầu tư cho bé Na, sắm cả dàn harem về lắc đít cho con búp bê, khiến bàn thờ chật chội hương khói u ám trong tiếng nhạc trẻ con. Lần này thì để cầu cả tình yêu đối với Khánh và đặt hẳn bức ảnh của anh lên trên đó. Có vẻ như đầu tư đã hiệu quả. Thành công thì đu đến, trở thành ca sĩ nổi tiếng. KPI 5 tháng 5 bài, Khánh cũng bắt đầu chú ý đến cô hơn, khiến cho Miley bắt đầu mù quáng, mặc kệ tất cả những lời khuyên của Huyền, sa chân vào đê mê. Nhưng mà để khẳng định đây là phim ma, một bàn tay thâm sỉ xuất hiện thay thế tay của Khánh. Ly dần dần nhìn lên, chạm bộ mặt thi sầm của Lam Phương. Đúng là bản năng giữ chồng của Tấm, lấy tranh chồng chị móc mắt ra. Thế nên hôm sau Miley muốn chính thức khóa quan hệ với Khánh. Cơ mà ông anh lần nữa nhắc về Lam Phương, dò hỏi về sự kiện xảy ra trong bữa tiệc, trong clip nhạy cảm. Miley bên ngoài chối đầy đầy, bên trong thì lại nhớ về ngày hôm đó, khi mà hai chị em đến bữa tiệc bị đánh thuốc và trở thành món sashimi. Quay trở lại với thực tại, bỗng nhiên Miley nhận được một món quà vô cùng ác ý, một chiếc vòng hoa đề ảnh chính cô. Anh shipper còn nhiệt tình chỉ thẳng mặt bảo mặt chị trên vòng hoa đây này. Tình huống này khiến cho Miley vô cùng bối rối. Đúng lúc đó một số điện thoại lạ nhắn tin uy hiếp, trông cũng biết là hội anh Cường. Chúng đã từng uy hiếp Lam Phương y hệt như thế, và mặc dù cô ca sĩ cứng rắn chống lại chúng, nhưng việc lộ clip nhạy cảm cùng với phản ứng mạng xã hội đã bẻ gãy tinh thần của cô, lên hẳn một trong những nền tảng chia sẻ video lớn đã được chúng tôi làm mờ, dẫn đến thảm kịch đầu phim. Lần này thì Miley tìm đến sự giúp đỡ của bà giám khảo, thế là lại thỉnh thầy về dùng một thứ cấm là bảo thai, tăng sức mạnh của bé Na, biến nó thành một dạng như chú nguyền. Lời ước bây giờ biến thành bảo vệ khỏi người xấu và cần hiến tế một sinh linh. Kẻ đầu tiên được đưa ảnh lên là Cường. Tất nhiên không có gì bảo vệ tốt hơn là tiễn người xấu về với ông vả. Tin tức này đến với Miley nhờ Huyền, khi mà cô bạn phát hiện ra bàn thờ Kumathong trong nhà cùng với bức ảnh của Cường. Miley vô cùng hoang mang, liền kể hết sự tình cho bạn, kể cả việc dùng Kumathong để làm điều tà ác. Huyền nổi sùng lên chửi, muốn kéo bạn ra khỏi sự u mê, nhưng Miley thì lại coi Huyền là vong mà tiễn vội. Cơ mà cô cũng bối rối đi hỏi thăm bà giám khảo, nhưng bà này bảo tự làm thì tự đi mà chị, đừng đùa với tâm linh. Miley quay về nhà với một ánh mắt quyết liệt, dẹp hết bàn thờ này nọ. Trong lúc đó phía cảnh sát đã tìm được manh mối mới từ những bức ảnh và video từ máy tính của Cường, phát hiện vụ án này liên quan tới vụ Lam Phương. Quay lại với Miley, cô về nhà thì gặp được vẻ mặt hoảng sợ của giúp việc, bởi vì nghe thấy tiếng trẻ con và tiếng cào cửa từ trong phòng thờ. Ly mở cửa bước vào trong, đập vào mắt cô là những con búp bê chỏng trơ đã tự chui ra từ túi rác từ lúc nào. Trên cửa thì đầy vết xước. Tối hôm đó khi đang nấu ăn, tiếng cười đùa trẻ con văng vẳng, hình trang trí mặt người bắt đầu đưa mắt liếc nhìn cô. Đỉnh điểm là đêm hôm đó, trong sự theo dõi của những con búp bê, cô bỗng dưng cứng chặt người, mắt trợn ngược. Ở góc phòng, bé Na nằm vắt lên tủ quần áo, ánh nến lay động biến bóng con búp bê to dần rồi chạy vút đi. Rồi một bóng đen chớp nháp xuất hiện chân tường, bò dần về phía người Ly, rồi há mồm khạc thẳng vào mặt cô. Ly lần này thực sự tỉnh dậy,
chăn của cô bị đổ đầy son. Cô sợ hãi muốn vứt tất cả búp bê đi, nhưng một bức ảnh cùng dòng tin nhắn đe dọa. Thế là bàn thờ được lập lại, lần này là bức ảnh của hai kẻ còn lại. Trong lúc đó, Huyền đi tìm đến hội chơi Kumathon, nhưng căn phòng đó hoàn toàn trống không. Đồng thời lúc đó, cảnh sát đã phát hiện ra hai kẻ uy hiếp đã ra đi trong một chiếc xe đông lạnh. Quay lại với Huyền, cô đang viết bài để bóc phốt hội chơi búp bê, bỗng dưng đèn vụt tắt, tiếng cào tường vang lên trong bóng tối, và cái gì đó khiến cô lao ra khỏi phòng, liệu rằng Kumathon đang tìm vật hiến tế. Và bụp, Huyền bị một chiếc xe tông thẳng vào người. Ly hốt hoảng chạy đến bệnh viện thăm bạn. Huyền còn sống, nhưng Ly lại không dám đối mặt với cô, mà ngay lập tức tìm đến bà giám khảo, chất vấn bà đi lừa đảo. Đối diện với sự cười cợt của bà ta, Ly bắt đầu phát khủng. Bỗng nhiên mà bà giám khảo gọi ra tên Khánh, lộ ra việc bà ta theo dõi cô. Ly về nhà kiểm tra Kumathon, phát hiện bên trong là một cái máy ghi âm. Đúng lúc này Khánh đến, khiến cho Ly như tìm được một chỗ dựa. Nhưng hóa ra chỗ dựa này mới chính là kẻ địch. Tất cả chỉ là một màn kịch để Ly lộ ra kẻ ép Phương đến bước đường cùng. Kumathon là giả, kẻ trừng phạt chúng chính là Khánh Levi, và kẻ cuối cùng nhận bản án là Ly. Nhưng mà cô cầu xin được làm một điều cuối cùng, livestream tự thú. Xin lỗi mọi người, xin lỗi gia đình, xin lỗi đảng và nhà nước. Thế là Khánh cảm động, Khánh tha. Nhưng Ly thì lại không thể tha thứ cho chính mình. Cảnh sát lúc này đã đủ bằng chứng để khám phá được chân tướng sự việc. Hóa ra kế hoạch của Khánh bắt đầu từ đám tang của Phương. Bà giám khảo chính là mẹ cô. Cuộc thi hát để hai người gặp mặt cũng là do ông bố tổ chức, thầy cúng Thái Lan thì là ông chú. Cô giúp việc là bà dì, người đã tạo ra những hiện tượng kỳ lạ trong nhà. Tất cả hiên ngang trở thành Avenger, chấp nhận đối diện với pháp luật để trả thù cho Lam Phương. Điều cuối cùng mà phim lộ ra, đây chính là chắc chắn phim để ra mắt Amy. Bởi vì chúng ta có một đoạn kết mới trông tươi sáng như Hoàng Dũng, với nhân vật chính là Amy, cùng với một tương lai chuẩn bị làm KOL. Và đoạn nhạc kết cho một bộ phim kinh dị phản ánh nhiều vấn đề xã hội cuộc sống chính là Mãi Bên Nhau Bạn Nhé. Vỗ tay, tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.